Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Quang Jenny. Ngày hôm nay là ngày mùng 6 tháng 9 và video của ta sẽ có một số các nội dung như sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ điểm qua về các đồng coin mà nó đã có sự tăng trưởng tốt trong ngày hôm nay, và đặc biệt là Bitcoin đúng không ạ? Ok, sau đó là chúng ta sẽ nhìn vào một số các cái thông tin về on-chain và có một cái người tên là Bavo Vitor thì ông ta có nói về Uni và chúng ta cùng xem là những cái dự báo của ông ta, những cái ông ta soi được về cái on-chain của Uni nó đang nói về điều gì. Ok đúng không ạ? Sau đó thì mình có một cái biểu đồ rất rất là hay và mình muốn chia sẻ với mọi người. Đây là một cái biểu đồ mà nó cho thấy cái sự lặp lại của giá Bitcoin trong vòng 4 năm, và nó lấy cái giá của 4 năm trước xong nó áp vào trong 4 năm trong cái giá của tương lai, và có cái vẻ như là nó đang khá là trùng hợp. Đó, và chúng ta sẽ cùng nghiên cứu kỹ hơn về cái biểu đồ này, nó rất là thú vị. Ok, sau đó cuối cùng sẽ là chúng ta sẽ coi về Bitcoin đúng không ạ? Chúng ta nhìn Bitcoin, Bitcoin đang lên đang rất là đẹp, và chúng ta sẽ nhìn từ nó xem là nó có đang khẳng định một cái xu thế tăng hay không. Ok. Đầu tiên là các đồng coin thì ngày hôm nay chúng ta thấy là một biểu đồ rất là xanh. Duy nhất là có cái thằng trong các đồng coin lớn thì có thằng Son này thì nó có một chút điều chỉnh. Nhưng mà điều chỉnh thì nó cũng sẽ lại tăng tiếp thôi. Thằng này nó đang rất là hot đúng không ạ? Ok, các cái đồng như là đồng Phin đang có vẻ như có sự tăng trưởng tốt nhất khi mà màu xanh nó rất là đậm. Đồng này thì mình không biết, thực sự là mình không biết. ADA rồi là các cái đồng coin khác. Thực ra là đối với giá những cái đồng coin này, Ancoin hiện tại nó đang phải chờ đợi để mà Bitcoin nó có cái sự ổn định về giá. Khi Bitcoin nó vẫn đang thu hút mọi cái sự chú ý của các cái nhà đầu tư thì các đồng Ancoin thì phải đứng chờ đã, đứng xếp hàng đã. Khi mà Bitcoin nó nê rồi, tức là giá của nó ổn định ở một cái mức cao nào đấy, thì bắt đầu là các đồng Ancoin nó mới có đất để nó diễn. Và có thể là nếu một số đồng Ancoin nào tốt mà mọi người để ý mà giá của nó đang có cái dấu hiệu là giảm ấy, thì lại là cơ hội mua đúng không ạ? Ok, chúng ta sẽ đi qua cái biểu đồ về on chain thì nó nhanh về cái biểu đồ mà cái lượng Bitcoin dự trữ trên các sàn thì đang liên tục giảm, và mặc dù giá Bitcoin thì đang tăng nhưng mà các nhà đầu tư thì vẫn liên tục gom Bitcoin đúng không ạ? Thì cho thấy rằng là cũng như những gì mà chúng ta đã nói ở trong những cái video trước đây, thì đây là một trong những cái yếu tố mà kiên quyết dẫn đến là cái việc Bitcoin nó sẽ tiếp tục tăng. Đây thì có một cái rất là thú vị, cái người mà tên là Bavo Vitor, cái người có tích xanh ở trên Crypto Quan ấy, thì ông ta có chia sẻ rằng là Sec có những cái hành động mà tuyên bố nói về cái sàn Uniswap ấy, mặc dù là chưa có kiện xong với lại Ripple, nhưng mà với lại XRP, nhưng mà lại đang nhắm mũi tên sang đồng Uni. Thực sự là mình thấy cảm thấy Sec dạo này nó giống như kiểu là cái bọn mà chuyên đi PR cho tiền điện tử vậy, để mà các cái nhà đầu tư bên ngoài người ta phải chú ý tới các cái thị trường tiền điện tử vậy. Thì Uniswap thì mọi người nhìn thấy rằng hiện tại nó vẫn đang đứng đầu về cái lượng giao dịch ở trên cái hệ thống DeFi. Mình mở cái DeFi Llama cho mọi người nhìn thấy là cái lượng mà tiền nó đang đổ vào thị trường DeFi thì nó liên tục tăng. Nó đã tăng hơn so với hôm qua một chút đúng không ạ? Qua là 170 mấy hay 75 à, không nhớ lắm. Mà nói chung là nó đang liên tục tăng và nó tạo ra cái đỉnh cao mới rồi. Mặc dù là giá thì Bitcoin rồi các cái đồng Ancoin thì chưa có thực sự là quay trở lại cái đỉnh cũ đâu, một số đồng vẫn chưa quay đỉnh cũ. Nhưng mà cái lượng tiền mà người ta đang đổ vào cái thị trường DeFi ấy thì nó đang tăng rất là nhiều. Và Uniswap đương nhiên nó vẫn đang là cái sàn giao dịch mà thống trị. Đấy. Thì cho thấy rằng là Uniswap là một cái mảng nó cực kỳ hot. Thế để mọi người hình dung như thế này thì chúng ta có cái nếu mà thị trường cổ phiếu thì một cái thị trường mà lớn mạnh nhất ở trên thế giới thì nó là của nước Mỹ đúng không? Nó là phố Wall Street. Thế thì một cái thị trường của một quốc gia, cứ cho là quốc gia lớn mạnh nhất thế giới đi, nhưng nó đã mang lại rất rất là nhiều tỷ, rất là nhiều tiền bạc, tiền của và cái sự chú ý của cả thế giới này đúng không? Thế thì nó là giao dịch của các cái nhà đầu tư ở trong nước Mỹ đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta có một cái thị trường mà nó có thể giao dịch ở trên toàn thế giới. Mặc dù hiện tại cái vốn hóa của nó đang rất là nhỏ và nó chưa thể nào mà so sánh được, chưa là một cái móng chân gì đối với cái thị trường chứng khoán và cổ phiếu của Mỹ. Tuy nhiên nếu như sau này đó mà cái thị trường này nó phát triển hơn nữa thì những cái sàn giao dịch là một cái nơi mà người ở trên toàn thế giới này nó có thể giao dịch được với nhau.
nó là một cái nó đang đứng ở trên một cái vị thế là một cái người khổng lồ mà nó gần như nó đang chuẩn bị xuất hiện, đúng không ạ? Thì những cái thằng ví dụ như thằng Binance này, thằng gì nhỉ, ở Mỹ thì nó có cái sàn gì rất hay quên cái sàn đấy nhá Coinbase, đúng không ạ? Rồi hai cái thằng sàn đấy là hai cái thằng thằng lớn nhất hiện đến thời điểm hiện tại, một thằng thì ở trên thế giới, một thằng thì ở Mỹ. Thì mọi người có thể thấy rằng là cái sự thu hút và cái vốn hóa rồi cái mức lợi nhuận của những cái sàn đó nó cực kỳ khủng khiếp, và những cái sàn nó đang mọc lên rất rất là nhiều. Thế thì đấy là những cái sàn mà tập trung. Thế còn quay lại cái sàn phi tập trung thì hiện tại là Uniswap là cái sàn đứng đầu, nó vẫn là một sàn đứng đầu. Và nó khi mà cái lượng người mà người ta sử dụng những cái sàn phi tập trung ấy nó tăng lên, người ta cảm thấy là nó sử dụng nó dễ dàng hơn, nó có những cái cách gì đó để cái người dùng như chúng ta, những cái người mà chỉ biết là mua mua bán đơn giản thôi thì dễ dùng hơn, đúng không? Không cần phải hiểu quá phức tạp về cái việc là làm thế nào để kết nối ví vân vân vân. Thì mình nghĩ rằng là sau khoảng thời gian rất là cũng không xa nữa đâu, khoảng một vài năm nữa thôi, thì cái sàn Uniswap này nó sẽ là một cái thằng mà nó sẽ vượt xa những cái thằng mà sàn tập trung khác. Bởi vì cái thị trường này nó là dành cho những người mà không muốn bị phụ thuộc vào các bên thứ ba. Đó, muốn giao dịch trực tiếp với nhau, chúng ta tự do về cái việc giao dịch, thì Uniswap nó là một cái sàn làm cái việc như vậy. Rất là nhiều cái sàn nữa, một in này rồi vân vân, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ hình dung được là nó là một cái sàn rất là lớn, rất là phát triển. Thế thì cái người này, người ta cho rằng là cái việc mà xét nhắm vào cái việc là sẽ điều tra cái sàn Uniswap này thì thực sự nó chỉ là làm giúp các cái nhà đầu tư người ta hiểu tìm hiểu thêm về cái sàn này thôi, và người ta biết thêm về nó, và nó là một cái cơ hội rất là tốt để giá có thể tăng trưởng trong tương lai, đúng không? Thì Uniswap có một cái đợt tăng trưởng nó khá là tốt ở trong cái lần bull run lần trước. Ồ, nó đang có một cây trụ cột luôn này, vừa mới nói xong. Đâu nhỉ? Chúng ta mở cái nến một ngày ra. Đây thì cái đỉnh cũ của nó là 45, bây giờ là 30, tức là nó còn đến tăng được 50% nữa thì mới lên được đến cái đỉnh cũ. Ok, đấy là cái trong cái trường hợp mà Bitcoin năm nay nó hẹo, nó chỉ lên được tầm 8 60 nghìn rồi nó xịt ấy, thì ít nhất là Uni nó cũng phải lên được đỉnh cũ, đúng không ạ? Đây là ít nhất. Ok, chúng ta nhìn thấy rằng là cái phân tích của ông này thì hiện tại Uni đang được tích lũy ở trên các cái sàn nó rất là nhiều. Đâu cái lượng tích lũy đâu nhỉ? À đây, nó đang được rút ra khỏi các cái sàn. Mọi người nhìn thấy rằng là nó đang bị rút ra khỏi các cái sàn với cái lượng mà rút ra rất là lớn, ở những cái mức giá mà thấp, khi mà giá bị đạp xuống là nó rút ra rất là lớn, rất là khủng, và cái lượng nạp vào thì không có mấy, đúng không ạ? Một cái nữa đây là cái gì đây, đang được tích lũy, đây là cái đợt tích lũy của Uniswap, cái lượng mà Uniswap ở trên các cái sàn. Thì khi mà giá có cái sự tăng trưởng thì cái lượng Uniswap trên các cái sàn đang được đẩy lên. Thế nhưng mà hiện tại, thời điểm hiện tại là nó không được đẩy lên các cái sàn nữa, và so với cái mức mà mạnh cao nhất từ trước đến giờ thì nó đã so với phải là so với cái mức năm 2020, đây là cái tháng mấy nhà mình không có nhìn rõ lắm. Nói chung là so với những cái tháng trước thì cái lượng dự trữ ở trên sàn nó đang bị tụt giảm. Rồi đây là một cái gì đây? À, đây là một cái mô hình vai đầu vai. Ôi trời ơi, cái mô hình vai đầu vai mà ông vẽ được ra cái vai như thế này thì ok nó cũng là một cái mô hình mà khá là quen thuộc khi mà sẽ tạo ra một cái xu thế tăng. Thế thì cái target của ông này nó lên đến khoảng là target 1 nó lên 50 đô, target 2 lên 70 đô. Tất nhiên là đây là một cái người mà chuyên về cái trường phái mà có thể là ông ta nhìn ông ta cũng là một cái người mà phân tích kỹ thuật đấy, chứ không phải là chỉ nhìn vào cái giao dịch mà on-chain đâu. Tuy nhiên là target mà nó nhanh như thế này, vèo cái là 50 đô, chưa có qua đỉnh cũ là 50 đô này thì mọi người cũng có thể là tham khảo, đúng không ạ? Ok, thì Uni mình cũng đã chia sẻ mọi người khá là lâu rồi, cả Uni và Dot nó là những cái đồng mà lúc mà mình chia sẻ thì nó chưa có tăng mà nó đang cứ tăng 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 ấy. Mình biết về, mình hiểu rõ về cái nền tảng của hai cái đồng này, cái nền tảng có thể tạo ra Dot, Polkadot là một cái nền tảng blockchain rất là tốt. Uniswap thì Uni là một cái sàn giao dịch nó đứng đầu ở trong cái hệ thống DeFi mà không có lý do gì mà giá của nó lại không thể lên được. Thế cho nên là mình đã nói với mọi người rằng hai là cái đồng coin mà khá là ổn. Tất nhiên là nó sẽ không có cái giá trị mà nó tăng quá là mạnh mẽ. Tuy nhiên là
nó an toàn. Đấy, nó an toàn bởi vì nó là những đồng coin top và có nền tảng tốt thì nó an toàn, nó sẽ tăng trưởng, nó an toàn. Thế còn Son thì lúc đấy chúng ta nói chuyện thì nó đang quá nhiều rồi, mình không có đề cập đến nữa. Ok, thì đấy là hai cái thông tin mình muốn chia sẻ với mọi người. Đến cái thông tin thứ ba là một cái sàn, à một cái đồ thị. Một cái đồ thị này thì nó ở trên cái trang mọi người có thể tìm cái Buy Bitcoin Worldwide, hay là cái đường link nó là stats.buybitcoinworldwide.com. Đấy thì nó có ra một cái biểu đồ, một cái đồ thị. Cái biểu đồ thị này đây nó được xây dựng lên bằng cái cách là lấy chuyển động giá của 1.458 ngày qua và lặp lại cái chuyển động đó một lần nữa để dự đoán giá mỗi ngày đó. Và cái này ấy, cứ mỗi vài phút, cứ 15 phút, 5 phút nó sẽ cập nhật một lần. Đấy, nó cập nhật 5 phút một lần. Và chúng ta có thể nhìn lại được những cái mà lịch sử nó đã dự đoán. Ví dụ chúng ta nhìn vào cái ngày 19 tháng 5. Đấy, cái ngày mà đêm tối đúng không ạ? Giá Bitcoin chia 2 thì nó dự đoán như thế nào? Đấy, có phải là đến thời điểm hiện tại, chúng ta nhìn thời điểm hiện tại đi, nhìn thời điểm hiện tại thì nó đang dự đoán là cái thời điểm hiện tại nó dự đoán ra là giá là 51.500 và nó khá là chính xác đúng không ạ? Hiện tại giá Bitcoin là 51.600. Tức là nó dự đoán là cái đây là cái đóng nến ngày. Đóng nến ngày là sẽ 51.000 ở đâu? 51.700 đúng không ạ? Đóng nến ngày là đóng 51.700. Và cái đỉnh của năm 2021 này, của cái chu kỳ này, nó sẽ rơi vào ngày 13 tháng 11. Nó rơi vào ngày 13 tháng 11 và giá của Bitcoin là 209.000 đô. Một cái con số khá là khủng khiếp khi mà chúng ta không thể tưởng tượng được đúng không ạ? Chúng ta chỉ nghĩ đến nó khoảng 100.000 thôi. Rồi ok, chúng ta sẽ nhìn kỹ hơn vào cái mô hình này xem là những ngày tiếp theo thì nó như thế nào. Chỉ có trong cái mô hình, theo cái mô hình này ấy, thì chỉ có đến ngày 11 tháng 9, tức là còn 5 ngày nữa, giá Bitcoin sẽ lên đến 63.000. Rất là điên rồ đúng không ạ? Nếu mà chỉ có 5 ngày nữa mà chúng ta đã nhìn thấy đỉnh 63.000 đấy, thì thực sự là một cái thị trường này nó sẽ rất là bùng nổ. Và ok, tất cả các cái kênh đầu tư nó sẽ đổ tiền vào đây. Bây giờ tiền nó trên cái thị trường nó quá nhiều, trên xã hội nó quá nhiều và người ta không biết đầu tư vào đâu, thực sự là như vậy. 63 tỷ à 63.000. À xem là ngày mai sẽ là còn bao nhiêu? Vẫn là 51 này. Mấy ngày nữa thì không có gì thay đổi. Ok, đến ngày mùng 8, tức là 2 ngày nữa thì lên 52. Ok. Chúng ta sẽ cùng theo dõi cái này xem là liệu nó có chính xác không nhá. 58.000 sẽ vào ngày mùng 9, tức là còn 3 ngày nữa là giá Bitcoin lên 58.800. Và không dừng ở đấy, là ngày chỉ còn 5 ngày nữa thôi là lên 63.000. Ồ, thứ cứ bám theo cái biểu đồ này mà sống thôi. Đầu tháng 10, đúng không ạ? Ngày đầu tháng 10 lên 77.000. Chúng ta sẽ, thôi được rồi, cứ cứ tạm thời như vậy đi. Thế thì khi mà Bitcoin lên đến 182.000, thì sẽ có một cái cú điều chỉnh một chút lên 160.000. Nếu như vậy thì các đồng altcoin mà chúng ta đang hold nó sẽ x bao nhiêu lần mọi người? Có vẻ như là nó sẽ x rất rất là nhiều lần lên trong cái chu kỳ này đấy, nếu mà theo cái biểu đồ như thế này. Ok, còn một cái nữa rất là thú vị ở đây, như mình mới nói mới trước là từ từ mình sẽ xem tiếp một cái chu kỳ halving nữa. Nhìn con số nó rất là crazy, mọi người nhìn thế này. Cái chu kỳ halving lần sau nó sẽ rơi vào năm 2025 và ngày mùng 7 tháng 3 nhá, mùng 7 tháng 3 giá Bitcoin sẽ là 280 à 688.306 đô. Ok mọi người. All in bán nhà. Bây giờ đang bao nhiêu nhỉ? Bây giờ đang 50.000. Đó, chỉ có khoảng 21 2021 rồi 2025 là 4 năm nữa thôi. Mà giá nó lên đến 688, mình chia thử xem là mình tốt lắm. Đấy, chia cho bây giờ 50.000 đi. 13 lần. Trời ơi, bây giờ mà bán đi là 4 năm nữa là có 13 cái nhà. Một cái nhà bán đi là 13 cái nhà, all in thôi. Nói vui vậy thôi mọi người. Đây là một cái biểu đồ, nhưng một lát chúng ta sẽ xem cái tính chính xác của nó. Thì vào đây chúng ta sẽ xem là nó sẽ giảm đến cuối vào 38.000. 38.000 nó rất là khớp với cái việc mà chúng ta đã tính toán vào trong cái thời điểm mà nếu chưa chưa chúng ta chưa tính đúng không? Chúng ta sẽ tính lại. Nó sẽ rơi vào đúng vào cái khoảng là theo Elliott để có thể là tính được cái điểm giảm thấp nhất của cái sóng
của khi mà cái sóng này nó kết thúc đúng không ạ? Nó rơi vào khoảng 38.000 đấy. Và ok, những ai mà đã sell Bitcoin 31.000 thì mọi người có thể là sẽ không bao giờ nhìn thấy cái giá đấy nữa đâu, đúng không ạ? Và chúng ta chia buồn với họ. Ok. Bây giờ có một cái mà mình sẽ xem lại vào ngày liệu cái thằng này, cái biểu đồ này chúng ta kiểm chứng nó xem có phải là bây giờ giá đang tăng thì nó ra cái biểu đồ đẹp như thế này không, đúng không ạ? Để xem cái lúc mà nó tồi tệ nhất, tức là ngày 19 tháng 5. Đấy. Thì cái biểu đồ này nó cập nhật như thế nào? Đây là cái biểu đồ trong cái, thì cái đường xanh là cái đường mà trong cái ngày 19 tháng 5 là nó đã dự đoán, nó dự đoán cái đường màu xanh nó vẫn làm như thế này. Thế còn cái đường màu đỏ là cái đường mà đến bây giờ nó đang dự đoán. Tức là cái đường nó khi mà nó có cái dữ liệu của ngày hôm nay thì nó dự đoán ra cái đường màu đỏ. Tức là nó cũng là cái đường mà gần như là chính xác nhất với thực tế. Nó là đường thực tế. Thì nó có một sự chênh lệch đúng không ạ? Mọi người nhìn thấy đường màu xanh và đường màu đỏ nó khác nhau một chút. Thì cái đỉnh bây giờ, cái lúc mà cái ngày 19 tháng 5 nó vẫn dự đoán cái đỉnh nó sẽ rơi vào 265.000. Và cái dự đoán vào thời điểm hiện tại đâu? Thời điểm hiện tại nó dự đoán là ngày mùng 5 tháng 9, thì cứ cho mùng 5, mùng 6 đi. Mùng 5 thôi. Mùng 5 tháng 9 thì nó dự đoán là 6 Bitcoin đạt 63.000. Đó. Và ngày 15 tháng 9, à 19 tháng 5. Sao lại trùng hợp thế nhỉ? Ngày 19 tháng 5 thì nó dự báo ngày mùng 5 tháng 9 là giá 63.000, nhưng thực tế là giá có 51.000. Nhưng ở đây nó cũng khá là khớp đúng không ạ? Nó không chênh lệch quá nhiều. Trong khi là rất là nhiều người thì lo sợ rằng giá nó sẽ tụt xuống đâu đó là khoảng 20-30.000 hoặc là về đồ đá. Thì ở cái biểu đồ này nó đưa cho chúng ta một cái giá nó rơi vào khoảng 65.000. Khá là hay, thú vị đúng không ạ? Thì trong biểu đồ này nó có một cái đợt mà xuống thấp nhất, nó cái điểm mà spring của nó rơi vào khoảng 26.000, rồi nó bật lên và giá có cái đoạn này nó không được chính xác lắm, không được khớp lắm đúng không ạ? Tuy nhiên là đâu đó nó vẫn có một cái sự gì đấy khá là trùng hợp với cái thời điểm hiện tại, khi mà đúng vào cái ngày mà ngày 21 tháng 8 này này, giá lại còn rất là khớp giữa cái thực tế và cái dự đoán là khoảng 49.000. Cái biểu đồ này biết đâu đấy nó có một cái tính hợp lý khi mà chúng ta hình dung như này này. Bitcoin nó đang lặp lại đấy, nó lặp lại khá là chính xác cái chu kỳ 4 năm của nó, khá chính xác cái chu kỳ 4 năm của nó. Thì cái đồ thị này nó đơn giản là nó chỉ lấy cái kết quả của lấy cái kết quả của quá khứ trong 4 năm nó áp vào để nó xây dựng ra cái tương lai. Đó. Thì nó có một cái sự trùng hợp kỳ lạ đúng không ạ? Mặc dù là tất cả nó không trùng hợp hoàn toàn nhưng nó cũng có một số các cái điểm nó khá là giống. Ok, và chúng ta sẽ cùng nhìn vào những cái tháng tiếp nữa trước khi mà Bitcoin đặt đỉnh đi, rơi vào khoảng tháng 2 xem. Mùng 1 tháng 2 xem. Mùng 1 tháng 2 đâu rồi? Đây là mùng 1 tháng 2. Mùng 1 tháng 2 thì giá cũng khá là xấp xỉ. Giá khá là xấp xỉ. Úi rồi. Vào ngày mùng 1 tháng 2 thì nó còn dự đoán là cái chu kỳ này Bitcoin sẽ lên đến 500.000 đô cơ. À chà chà, chênh lệch khá nhiều đúng không ạ? Và nó có một cái đợt chính xác, khá chính xác, đó là cái ngày mùng 24 tháng 4 là nó dự đoán đỉnh là 53.000 và giá thực tế là 50.000, khá là chính xác. Tất nhiên là nó sẽ không gọi là easing được đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy nó sẽ có sự sai số và ok, thế thì nhìn lại về cái thời điểm hiện tại đi. Thôi được rồi, không cần. Chúng ta nhìn vào cái đây. Dự đoán 1.458 ngày trong tương lai chỉ nên được coi là ước tính. Độ chính xác của toàn bộ biểu đồ phụ thuộc vào hành vi của Bitcoin để tự lặp lại một cách hoàn hảo. Có nhiều lý do tại sao Bitcoin có thể hoạt động tốt hơn hoặc kém hơn hành vi 1.480 ngày trước đó của nó. Biểu đồ này chỉ xem như là lý thuyết. Đó, đó là cái mà chúng ta nên chú ý khi mà đọc một cái hướng dẫn sử dụng trước khi dùng đúng không ạ? Cứ nhìn vào nó xong rồi là tin tưởng nó lên đến mấy trăm nghìn là toi đấy. Đây thì có một cái biểu đồ khá thú vị và chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là những cái tiếp theo nó sẽ như thế nào đúng không ạ? Và cái ngày mà bao nhiêu ngày nữa? Ngày 11 tháng 9, ngày 11 tháng 9 mình nhớ rồi, 11 tháng 9 là giá Bitcoin sẽ rơi vào khoảng 62 63 nghìn. Xem là có chính xác không. Ok. Thì biểu đồ này mọi người có thể search nhé, buy Bitcoin worldwide để xem cho nó vui, để tự sướng đúng không ạ? Ok, chúng ta nhìn vào Bitcoin đi. Thì rất là lâu rồi chúng ta không nhìn thấy một cái cây nến nào mà
nó đẹp như thế này trong những cái ngày gần đây, mặc dù là nó có một cái volume không được quá là hoàn hảo, nhưng đâu đó nó vẫn có một cái thân nến đẹp và cái volume ở cái mức mà gần với mức trung bình, gần mức trung bình, dưới mức trung bình một chút. Thì như chúng ta đã phân tích trong một cái video live stream ngày thứ bảy của mình ở trên kênh Jenny News, thì mọi người có thể xem lại cái video đó. Mình có nói đến 5 đến 6 cái yếu tố mà cho thấy rằng Bitcoin vẫn còn cái xu hướng tăng. Thì một trong số các yếu tố đó chính là cái việc mà volume giao dịch nó đang giảm. Volume giao dịch giảm thì tức là bên mua và bên bán nó đang không có tham gia vào nhiều. Và cái điều này nếu mà nó cho trong một cái đợt mà nó đang gọi là tăng trưởng nóng ấy, tức là nó đang gọi là cần phải có những cái đợt mà gì nhờ, gần như là vực cái khu vực mà phân phối ấy, thì nó không tốt. Nó không tốt bởi vì là cho thấy rằng là những cái nhà đầu tư ấy thì họ không có muốn tham gia vào thị trường nữa. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại là phải phân phối? Tại vì là bây giờ nó còn chưa vượt qua được cái đỉnh này. Hiện tại nó chưa vượt qua được cái đỉnh cũ, thì các cái nhà đầu tư thì tất nhiên là họ không tham gia rồi. Tất nhiên không tham gia rồi. Khi mà nó vượt qua đỉnh cũ này, vượt qua đỉnh cũ và nó lên những cái đỉnh cao mới, mà lúc đó không có một cái volume giao dịch mà trên mức trung bình, thì lúc đó chúng ta rất là lo lắng bởi vì là nhà đầu tư người ta không có mặn mà với thị trường. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì nó đang là cái thời điểm mà cần phải đẩy qua các cái mức giá cao và cần phải hấp thụ hết những cái nguồn cung của những cái người mà người ta muốn chốt lời. Thế thì cái volume giao dịch thấp nó lại là một cái điều khá là tốt cho Bitcoin để nó có thể đẩy giá lên cao. Đúng không? Bởi vì nó không cần quá nhiều nỗ lực, nó đã có thể đẩy được những cái mức giá cao hơn rồi. Thế thì đây là một cái việc mà thể hiện cho các cái nhà tạo lập thị trường, họ liên tục họ kiểm định lại và họ cố gắng là làm thế nào để thị trường nó tự hấp thụ cái nguồn cung của nó, và họ cũng cố gắng là đẩy cái giá lên cao. Chúng ta đã nói chuyện với nhau về cái việc là Bitcoin nó đang có ai đó, đang có một cái đội nào đó không biết đúng không ạ, nó cứ liên tục nó cứ đẩy giá lên. Tất nhiên là không phải chúng ta rồi, ta thì không có cái năng lực để có thể đẩy giá lên, hay là chúng ta cũng không có tin tưởng vào thị trường quá mức đến cái mức mà giá đang ở 47.000 đẩy lên 48.000 hay là đẩy lên 49.000. Không có cái chuyện đấy. Trong một ngày đẩy giá từ 46.000 lên đến 49.000, ba 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 nghìn giá. Chúng ta không phải là những người mà có cái sức mạnh như vậy, mà có cái niềm tin như vậy. Thế thì ai là cái người đẩy như vậy, đúng không ạ? Thì trong 2 ngày đẩy từ 43.800 lên đến 49.000, 6.000 đô, thì nó phải là những cái người mà tạo lập cái thị trường này. Ai đó đang muốn cho nó đẩy giá lên, và khi mà giá đi xuống thì tất nhiên là họ sẽ phải cố gắng họ giữ, đúng không ạ? Và chúng ta nhìn thấy trong những cái khung 4 giờ ấy, giá khi mà đi xuống liên tục có những cái đợt đẩy lên, đẩy lên, đẩy lên. Thì chúng ta cũng nói rồi, nếu mà những cái người mà nó muốn đẩy lên như thế này thì không có cái lý gì mà nó để Bitcoin đi xuống. Thế thì chúng ta chỉ có việc là chờ đợi mà thôi. Thế khi mà trong cái video ngày hôm qua mình có kể một cái tam giác, và khi mà nó đi đến cuối cái đường tam giác đi rồi đấy, tức là cái đoạn giai đoạn này thì nó có một cái cây nến, những cây nến 4 giờ nó rất là mạnh, rất là mạnh. Chúng ta sẽ phải nhìn kỹ hơn ở 4 giờ để có thể là nhìn được chính xác, đúng không ạ? Và nhìn thấy rằng là nến 4 giờ đang khá là mạnh, mặc dù những cái nến khác giá bình thường. Thế thì chúng Bitcoin khi mà đẩy lên cái đỉnh cao nhất là khoảng 51.900 thì đang có một cái sự điều chỉnh rất là nhẹ, điều chỉnh đến rất là nhẹ, và chúng ta sẽ nhìn xem là những cái đợt điều chỉnh nhẹ như vậy thì giá sẽ như thế nào. Đây nó cũng một điều điều chỉnh nhẹ này, nhưng lại điều chỉnh mạnh hơn một chút, đúng không ạ? Rồi lại lên rồi lại đi xuống, thì ở đợt này chúng ta cũng hên xui là nó có thể là không phải là không giữ được ở trên 51.000 và nó sẽ lại đi xuống tầm 50 rồi nó lại đi lên, thậm chí là xuống 49 rồi đi lên, không vấn đề gì cả, không có gì cả. Thế thì khi mà nó đóng nến ở trên cái mức 50.000 này rồi, 51.000 này rồi, thì nghiễm nhiên rằng là cái lực bán ở trên cái khu vực 51.000 này đang rất là yếu và không còn nhiều nữa. Những cái người mà muốn bán ở cái khu vực này không còn nhiều nữa. Và giá sẽ có một số điều chỉnh, một số cái sự điều chỉnh nhẹ sau đó là đi lên. Đó thì đó là cái view ở trong cái thời điểm hiện tại, khi mà lực đẩy lên khá là ổn và cái volume bán không còn nữa. Ok, thì tại sao mà chúng ta lại nhìn thấy những cái khu vực mà 50.000 nó lại là 50, 51.000 nó là một cái khu vực mà quá là mất thời gian để Bitcoin có thể là phá được như vậy? Thì chúng ta nhìn thấy rằng nó là một cái khu vực mà có lẽ là chúng ta đã hơi chủ quan về nó. Đấy,
mọi người nhìn rằng là thấy nó có rất là nhiều các yếu tố để nó bị cản ở đây. Thứ nhất là, ô chết rồi, đến cái gì nhỉ? Đây là một cái cản về cái cản cũ này. Rất là nhiều những cái đường mà đỉnh đáy ở khu vực này nó là một cái cản cũ, nó một cái khu vực cản đấy, nó tầm ở dưới này đấy, tầm dưới này rồi nó lại là một cái Fibo 50 kể từ Fibo 0.386, khi mà từ dưới đáy này đi lên đến đỉnh, đi lên cái đỉnh cũ của nó, thì mọi người nhìn thấy rằng là cái đỉnh của nó rơi vào khoảng 51.500 là cái mức tỷ lệ vàng Fibo 0.382. Rồi khi mà nó cũng có một cái lần nữa ở 47.000, nó cũng đã sideways khá là lâu, thì nó lại là mức Fibo 0.5. Đây là hai cái mức Fibo mà được coi là quan trọng nhất để mà giá có thể là thể hiện một cái mức mà để thể hiện một cái nhịp hồi nó mạnh mẽ. Khi mà nó vượt qua cái khu vực 30.382 này, à không, 0.382 này, tức là khu vực 51.500, thì nó thể hiện ra một cái xu thế tăng, gọi là nó thể hiện ra một cái xu thế gọi là lực hồi của cái đợt giảm này rất là mạnh đó, và nó sẽ tiếp tục tăng. Thế còn nếu mà nó không vượt qua được cái khu 0.5 đến khu 3 0.382 này, thì cái đợt hồi này nó là đợt hồi yếu, đúng không ạ? Thế thì đây là hai cái nguyên nhân để cho thấy rằng là nó cần sideways ở khu vực này để nó tìm củng cố lực và nó đi lên, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng xem là giá nó có thể là các cái khu vực tiếp theo thì nó sẽ ở đâu, nó sẽ tầm nào. Ok, đây thì cái cản tiếp theo về mặt lý thuyết của nó sẽ rơi vào khoảng 58 đến 59.000. Đây cũng là một cái vùng mà khá là căng thẳng, khi mà nó vừa là cái tỷ lệ vàng 1.618 của Fibo, vừa là một trong những cái đỉnh cũ, rất là nhiều khu vực có đỉnh cũ ở đây, 58 đến 59.000. Chúng ta sẽ cùng mở ra xem là cái lượng giao dịch ở cái khu vực đấy nó như thế nào. Đúng rồi, khu vực đấy cái lượng giao dịch cũng khá là cao, kể từ khu vực 55.000 trở lên là volume giao dịch ở đấy khá là cao. Vậy là những cái mốc tiếp theo của nó sẽ rơi vào khoảng từ 55 cho đến 59.000. Khi nào vượt qua 55 chúng ta sẽ tính tiếp. Và cái khu vực mà mình nghĩ rằng là nó sẽ khó khăn nhất để nó vượt qua trong thời điểm tiếp theo ấy, thì nó không còn là 52, 53.000 nữa, mà nó sẽ là khu vực mà 58, 59.000. 58, 59.000. Thế thì nếu mà Bitcoin vượt qua những khu vực đấy thì chắc chắn rằng là cái đỉnh 64.000 nó rất là đơn giản thôi. Hiện tại từ bây giờ cho đến đỉnh chúng ta còn bao nhiêu phần trăm nữa nào? Còn 25% nữa. 25%. Khá là cao, một con số khá là cao. Từ bây giờ cho lên đến khu vực là 59.000 thì là 14%. Chúng ta còn 14%, 14% thì nhún một cái là qua rồi nhờ. Bitcoin nếu mà nếu mà thực sự mà Bitcoin có cái đợt tăng trưởng tốt thì nó sẽ nhún một cái là qua thôi. Và bây giờ chúng ta yên tâm hơn rất là nhiều khi Bitcoin đang ở dưới 50.000. Lý do tại sao? Như mình vừa mới trình bày, nếu nó là một cái lực hồi mà nó không vượt qua được Fibo 0.382 thì thể hiện đây là một cái lực hồi yếu. Nhưng bây giờ nó đã vượt qua rồi và nó đóng nến ở trên cái mức Fibo đấy rồi, thì nó thể hiện là một cái lực hồi rất là mạnh và nó sẽ tiếp tục cái đà tăng của nó. Thì đấy là những cái mà chúng ta nhìn thấy ở trong thời điểm hiện tại. Và những cái mức Fibo mà Fibonacci ấy, nó là một cái mức mà những cái nhà đầu tư truyền thống, những cái người mà người ta đầu tư lâu năm mà trong cái thị trường cổ phiếu chứng khoán ấy, thì người ta rất là thích và người ta rất là tin. Và rất có thể khi mà Bitcoin đã vượt qua được cái mốc mà Fibo đấy rồi thì các cái nhà đầu tư họ sẽ tin tưởng hơn về thị trường và họ sẽ nhảy vào thị trường này. Có thể là chúng ta sẽ nhìn thấy cái sự tăng trưởng Bitcoin rất mạnh mẽ trong vòng một vài ngày tới hoặc là cả tuần, một tuần tới, đúng không ạ? Rất hy vọng như vậy, và Bitcoin sẽ giúp cho các cái đồng altcoin của chúng ta đang giữ nó có những cái tỷ lệ tăng trưởng tốt. Thế thì các cái đồng altcoin mọi người đang giữ đồng nào thì cứ giữ nguyên đồng đấy. Bởi vì là hầu như các cái đồng altcoin mà top hay là những cái đồng altcoin mà mọi người tin tưởng mua ấy, nếu mà người đã có cái tìm hiểu và nó có cái nền tảng tốt, nó không phải là cái loại mà shitcoin bơm thổi một hai lần, thì rất có thể là nó sẽ có những cái đợt tăng trưởng vượt qua những cái đỉnh cũ của nó để mang lại cái lợi nhuận cho chúng ta. Để mà có thể mà đưa ra một cái đồng coin mà hiện tại nó chưa tăng thì mình nghĩ vẫn chỉ còn là Uni này, Dot thì cũng tăng một chút rồi. LTC thì cũng đã tăng rồi. LS thì chưa tăng mấy. Nhưng mà ngày hôm qua cũng vừa mới làm một cây lên, đúng không ạ? Lên 6.2. Đồng này ấy, thì hiện tại là mình vẫn đang lỗ nhá. Đồng này mình đang lỗ đấy. Mình đang lỗ mấy
mình mua có một ít thôi, có một vài nghìn thôi, thì cũng lỗ 100-200 đô thôi, mình không nhớ được, mình vừa mới tính ra là nó cũng lỗ khoảng 100-200 đô. CRV thì cũng chưa có tăng mấy này. Những cái đồng mà chưa tăng thì mọi người có thể là vào một ít, bởi vì là ở Dogecoin cũng thế này. Thằng này nó không chết được đâu nhá, thằng Dogecoin đến giờ nó không còn là coin rác nữa đâu nhá. Không còn là shitcoin đâu, nó là tôi tốt rồi đấy. HT này cũng vẫn còn có cơ hội này, vẫn đang ngóc ngóc lên khỏi cái khu vực mà sideways thôi. Rồi là ở Near thì tăng hơi mạnh rồi. Ok, thì đấy là những cái đồng coin mà mọi người nhìn thấy rằng là nó vẫn còn cái tiềm năng tăng giá khi mà mọi người chỉ cần nhìn xem là nó Bitcoin, chờ Bitcoin nó điều chỉnh sâu sâu một chút thì các đồng altcoin này nó cũng sẽ điều chỉnh. Nó sẽ điều chỉnh, mọi người nhìn vào cái ví dụ như thằng BNB chẳng hạn. Đấy, nó đang điều chỉnh thế này. Khi mà nó rơi vào những cái đường MA34 thì có thể là mua một chút. Nó rơi vào MA389 thì mua nhiều hơn. Đấy. Đó đó là những các cái mà mốc để mọi người có thể là mua các cái đồng altcoin mọi người thích, bật cái MA lên có thể là mua được. ADA cũng có thể là mua được một chút rồi đây này. XRP này đang tăng. Uni thì sao? Uni thì nó cũng tăng này. Mấy con này dở à? Mọi người nhé, đầu tư thì nên chia chia nhiều đồng một chút đấy, nhiều đồng một chút, mỗi con một hệ khác nhau một chút để làm sao ạ? Bởi vì là nếu mà mọi người không biết là nên đầu tư vào cái gì, dòng tiền nó đang vào đâu để mà có thể là đón được cái xu thế nó tăng nhanh ấy, thì nên đầu tư nhiều nhiều con một chút, tầm mà 5-7 con gì đấy đó, để mà có thể là không bị nóng đít khi mà cái con này nó chưa bay, con kia nó bay một tí thì còn có cái để mà nhìn để cho nó vui đúng không ạ? Thì những cái người mà mới đầu tư thì sẽ thường là all in một hai con gì đấy, một con gì đấy thì rất nóng. Thế ví dụ nó chưa lên, nó EOS này chẳng hạn này, nó cứ đi mãi, nó còn ngoằng, nó lình xình mãi trong này, nó chưa lên thì bắt sang con khác, đấy, bắt sang con khác cái nó lên. Ừ. Thì lại tiếc đúng không ạ? Cho nên là đầu tư ở trong thị trường này mà nóng đít ấy, thì nên chia ra, còn nếu hiểu biết thì không nói rồi. Ok, video ngày hôm nay thì cũng khá là dài rồi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Hẹn gặp lại mọi người ở những video ngày mai, ngày kia, ngày kia. Ok, bye bye.